Alo, hello chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì thời gian qua rất là cảm ơn anh em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua nhé. Thì tiếp tục với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu trên một con game mới để anh em có thêm một cái sân chơi để anh em lựa chọn nhé. Nói chung là bản thân tôi thì tôi chơi tất cả những con game có ở trong cái 68 game bài này. Thì game nó khá là đa dạng để cho anh em có thể lựa chọn. Nhưng đổi lại thì anh em chọn một con game nó uy tín này, một con game nó cầu kèo rồi cách ăn cách đánh nó ngon nghẻ thì lại là một chuyện khác nhá, một game tiềm năng thì lại là chuyện khác. Thế nên là anh em xem video của tôi mà anh em thấy con game nào tiềm năng ngon nghẻ thì anh em có thể chơi, còn anh em thấy tôi up video lên ấy mà thấy những con game nào mà nó tôi không đánh không có lãi chẳng hạn thì có nghĩa là những con game đấy nó đang đang chưa tiềm năng anh em nhé. Thế nên là những con game đấy thì thời điểm hiện tại anh em có thể bỏ qua và anh em chờ thời điểm sau vào anh em đánh thì để nó quay trở lại cái vòng tiềm năng của nó thì tôi lại chia sẻ cho anh em sau. Thì tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái con game bài đỏ đen nhé. Nói chung là con game bài đỏ đen là trong danh sách của game bài đổi thưởng 68 game bài, nó cũng khá là thơm. Thường thường thì tôi rất là hay vào con game này, tôi xây dựng vốn của tôi tại vì cái thời gian đặt cược của nó ngắn này, một tí thôi là anh em đã có tiền rồi. Nhưng mà đổi lại thì cầu kèo phải dễ bắt thì tôi vào tôi chơi nhá, thì có mẹ sánh cho anh em đớp ngay quy quy cá át ở chỗ này, chỉ còn cao át thôi, thiếu con quy bỏ qua mình sảnh là ăn được rồi. Thì cái đường link tải game của 68 game bài này mình sẽ để dưới phía dưới phần mô tả nhá, và tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đánh con đỏ đen này. Con đỏ đen này thì thứ nhất anh em vào anh em tìm bàn, anh em vào từ từ xong tôi hướng dẫn cho anh em từ A đến Z luôn để anh em có thể đánh cho lấy hiệu quả. Nốt cho lốt tay này đã, đôi 10 thì chịu rồi, hoan được rồi, thua nhá. Cổ tiên trả địa, ok, ra ngoài đã. Con đỏ đen này nhá, thì anh em vào trong game, anh em tải game về thì nó sẽ có một cái sảnh như này cho anh em vào chút điện tú này, đấy, anh em vào điện tú nhá, và anh em kéo sang. Con đỏ đen này nó sẽ ở cuối ở đây này, tại chiến đỏ đen này được chưa? Đấy, thì trong này có con đỏ đen, con rồng hổ với con Baccarat là tôi rất là hay chơi anh em nhá. Thì hiện tại thì cách bắt cầu của con này thì hiện tại tôi sẽ chia sẻ cho anh em, đó là anh em bắt cầu đuổi nhé. Anh em bắt cầu đuổi, ở đây cầu đuổi có nghĩa là gì? Cầu đuổi có nghĩa là nó ra đỏ thì em đánh đỏ, ra đen anh em đánh đen đấy, nó ra bên nào anh em đánh bên đấy và anh em mất một tay thì anh em bắt thép lên. Thế nên là để áp dụng phương pháp này thì anh em phải có cho mình số tiền để đủ anh em đánh ít nhất khoảng độ 5 tay gấp thép đấy anh em nhé, 5 tay gấp thép ấy, chứ không phải 5 tay đánh bình thường để đánh đều vốn đâu. Có nghĩa tay trước anh em thua rồi anh em đánh tay sau anh em gấp đôi lên đấy. Ví dụ tay trước 1M, tay sau 2M ấy, thì phòng trường hợp anh em bắt với số tiền cược ban đầu là 1M thì bẩn bẩn 5 tay anh em phải có tầm 30M trong số trong tài khoản thì anh em mới đánh 1M một tay nhá. Kèm theo với đó là anh em phải đánh theo phương pháp, đó là chúng ta phải tuân thủ quy định là tiền cược chúng ta phải đi đều tay, 1M là 1M nhá, anh em đừng nhân vốn lên. Thì khi anh em bắt cầu ấy, con đỏ đen này nó sẽ có hai dạng cầu chính để cho anh em bắt. Ui mẹ, đối ác thì chịu, à, vẫn ăn thùng ba con bích nhá, ba con bích ăn đứt hai con át nhá. Thì anh em sẽ có hai phương pháp bắt cầu để cho anh em có thể lựa chọn. Phương pháp thứ nhất là anh em bắt theo cầu bệt. Cầu bệt này thì khi anh em nhìn thấy nó có dấu hiệu cầu bệt thì anh em cứ đánh theo thôi, về đỏ thì anh em đánh đỏ, về đen thì anh em đánh đen. Còn phương pháp thứ hai là tôi đang bắt theo cầu 11, hiện tại đang bắt theo cầu đảo của 11 nhá, thì có nghĩa là nó về đỏ thì tôi đánh đen, nó về đen thì tôi đánh đỏ. Ở đây tôi bắt mấy tay liền rồi, gãy rồi anh em, thế là gãy à? Chưa gãy vẫn về đen nhá. Thế anh em thấy nhá, tay vừa rồi nó về đỏ tôi đánh đen đúng không, tay này nó vừa về đen thì tôi đánh đỏ. Thì hai dạng cầu này thì anh em phải luân phiên cho nhau nhé, anh em cứ thấy dấu hiệu nó ra cầu nào thì anh em đánh cầu đấy. Hiện tại thì nó đang có dấu hiệu là vừa đi cầu bệt xong, sau bệt sẽ là một đảo, sau đảo sẽ là một bệt nhá, câu thần chú đấy. Thì sau nó vừa sau bệt xong thì hiện tại đang là đảo, hiện tại tôi đang bắt vào cầu đảo rồi, bắt cầu 11 đảo đây, được chưa? À gãy rồi anh em nhá, thế là gãy cầu đảo 11 rồi nhá. Khi nó dãy gãy cầu 11 này thì chúng ta lại quay trở lại bắt cầu bệt thôi anh em, lại bắt cầu bệt nhá, nó gãy cầu 11 rồi thì hiện tại nó về đen thì chúng ta lại theo đen. Thì đơn giản nhất để cho dễ hiểu nhất thì anh em cứ vào phát anh em thấy đang đi cầu nào, đang đi cầu bệt thì anh em đen thì em đánh đen, đỏ anh em đánh đỏ, được chưa? Thứ hai anh em gặp cầu 11 nó đi được khoảng ba bốn tay rồi,
thì nó về đen thì anh em đánh đỏ, nó về đỏ thì anh em đánh đen, thế thôi. Hai dạng cầu đấy nhá, thì anh em có thể viết ra để anh em phân tích, sau đó anh em vào anh em đánh chơi thử. Còn đây thì anh em có thể xem tôi đánh. Hiện tại tôi vừa bắt xong cầu 11 xong, bây giờ cầu 11 nó gãy rồi, nên bây giờ tôi chuyển sang tôi bắt cầu bẹt anh em ạ. Cũng ăn từ nãy giờ rồi, thơm, ăn được 3 4 tay liền rồi anh em ạ. Nói chung là anh em muốn chốt lãi khoảng 5 1 2 m một ngày với số vốn 1 m một tay 1 2 m một ngày là chuyện bình thường anh em nhé, cực kỳ dễ. Thì con mẹ thùng ba cơ vãi cả đái, mình đôi mình không ăn được nó. Ở trong con game này sẽ có sáp anh em nhé, sáp Joker cơ tép bích ấy, ba con giống nhau, ba con cùng chất đôi này, các kiểu ok. Tay vừa rồi đỏ thì tay này đánh đỏ thôi, tay trước gãy tay này thêm nhá. À còn một cái điều nữa đó là game nó sẽ trừ 5% tiền thuế của anh em. Thì khi anh em đánh ấy, tay trước ăn thì không sao nhé, tay tay thứ hai trở đi thì mỗi tay anh em thêm một tí, ví dụ như là anh em tay thứ hai anh em mà đánh 2M thì em thêm 100k nữa để trừ tiền hoa hồng. Tay thứ ba anh em mờ gãy, đây là 4M đúng không? 4M thì anh em thêm 200k nữa là 4M2. Đấy để nó trừ tiền hoa hồng đi. Tại vì khi anh em đánh gấp thép ấy, vô hình chung nếu như anh em đến tay anh em được ăn đấy thì anh em bị trừ mất cái tiền hoa hồng thì sợ là anh em sẽ không có lãi. Nên là anh em thêm một tí nữa để anh em có lãi. Vẫn là đỏ thì vẫn theo đỏ thôi. Ok, đớp tiếp đỏ này, được chưa anh em? Đấy, khi nó về cái tôi bắt cầu 1, lúc nãy tôi bắt cầu 1 nhá. Thì tôi về thấy nó về hai con đen liên tiếp phát là tôi nhảy ngay sang bắt cầu bệt luôn. Và bắt cầu bệt phát thì lại ok ngay mấy tay liền. Ok, chắc là bắt thêm tay này nữa thôi nhá. Bắt thêm một hai tay nữa thôi. Để xem cầu nó đi bên nào thì đánh bên đấy. Nó lại quay trở lại cầu 33, khả năng rất là cao nhé. Đây cầu 33 đây, quay lại trở lại cầu 33 này. Chả biết được đâu, nếu biết được nào một lần đâu. Cá này chịu rồi, đôi 10, ngon, đớp tiếp. Ok, thì cơ bản thì phương pháp chơi cũng như cách chơi nó chỉ có như vậy thôi. Một cách vô cùng đơn giản để cho anh em có thể chốt lãi hàng ngày được. Thì video tôi xin phép được dừng lại ở đây nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.